quý vị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Để đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp và nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng như các tầng lớp nhân dân về công tác này, từ năm 2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị tổ chức cuộc thi chính luận viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sau 2 năm tổ chức với những kết quả tích cực, ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi năm thứ 3. Trong chương trình xây dựng Đảng hôm nay, chúng tôi giới thiệu về kế hoạch triển khai cuộc thi chính luận viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng. Trước hết là những thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch số 106 ngày 27 tháng 1 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 20 tháng 3 năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành kế hoạch số 83 về công tác tuyên truyền nhiệm vụ này. Theo đó, hoạt động tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân về những quan điểm chủ trương định hướng lớn, nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Dự báo phân tích tình hình trong thời gian đến nhằm củng cố niềm tin, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nghị quyết đại hội đã đề ra. Phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần cách mạng tiến công, cổ vũ toàn đảng bộ, toàn dân, toàn quân thành phố đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách và giải pháp xây dựng phát triển thành phố trong thời gian tới. Thông qua đó, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong đảng, sự đồng thuận xã hội, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố. Thưa quý vị, để đánh giá việc triển khai thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ trên địa bàn thành phố thời gian qua, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, những ưu điểm, hạn chế, qua đó có chỉ đạo, định hướng triển khai thực hiện trong thời gian đến một cách phù hợp, hiệu quả hơn. Ngày 13 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch số 115 sơ kết 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ. Theo kế hoạch, nội dung sơ kết bao gồm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân tích, đánh giá, rút ra những vấn đề mang tính thực tiễn đặt ra trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ và mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ trong thời gian đến. Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy xây dựng báo cáo sơ kết, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy qua Ban Nội chính Thành ủy trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Ban Nội chính Thành ủy chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, tổng hợp xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy trình Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng tiêu cực trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, phối hợp Văn phòng Thành ủy báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy trong quý 2 năm 2023. Thưa quý vị, qua hơn 12 năm triển khai, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, các quận huyện trên địa bàn thành phố đã xây dựng được 482 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng đã triển khai thực hiện 107 mô hình. Các sở ngành khối lực lượng vũ trang, đảng ủy trực thuộc đã xây dựng 89 mô hình, trong đó có nhiều mô hình được duy trì thực hiện qua nhiều năm. Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra, phong trào vẫn còn những hạn chế tồn tại cần rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian đến. Trước thực trạng đó, Ban Dân vận Thành ủy đã chủ trì tham mưu và được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng phê duyệt ban hành đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2022 về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong hệ thống chính trị thành phố về thực hiện công tác dân vận. Thưa quý vị, vừa qua, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên từ đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng về các đảng bộ trên địa bàn thành phố.
Theo quyết định được công bố, chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông Công chính Đà Nẵng gồm 5 đảng viên trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố chuyển đến trực thuộc Đảng bộ quận Liên Chiểu. 4 tổ chức cơ sở đảng với 41 đảng viên được chuyển đến trực thuộc Đảng bộ quận Cẩm Lệ gồm chi bộ các đơn vị, nhà xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục tại Đà Nẵng và Công ty Cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát. Chuyển 4 tổ chức cơ sở đảng với 39 đảng viên trực thuộc đảng cụ thể gồm chi bộ các đơn vị, nhà xuất bản Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị giáo dục miền Trung và Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng. Thành ủy cũng quyết định chuyển đảng bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Quảng Nam Đà Nẵng trực thuộc Đảng bộ khối các cơ quan thành phố đến trực thuộc Đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Như vậy, hiện nay, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng có 87 tổ chức cơ sở đảng với 6.200 đảng viên. Thưa quý vị, hưởng ứng phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023 do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 7 tháng 2 năm 2023. Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố xây dựng kế hoạch số 132 tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ 3 năm 2023 và triển khai cuộc thi này đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng là tổ chức đảng trực thuộc thành ủy, bao gồm các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp thành phố, một số cơ quan đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, thực hiện nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn đảng, Đảng ủy khối luôn chú trọng triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, xem đây là nội dung quan trọng và tích cực thực hiện bằng nhiều phương thức. Từ sau đại hội đảng bộ khối lần thứ 9 đến nay, thì Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức, lãnh đạo, công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng theo tinh thần nghị quyết 35, cũng như theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp. Theo đó đã chú trọng tập trung nâng cao cái chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tăng cường cái công tác phòng chống, đấu tranh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Rồi đồng thời bên cạnh đó thì đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về tăng cường công tác kiểm tra giám sát, về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cũng như là về tăng cường công tác quản lý đảng viên, rồi tăng cường cái việc lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong việc xử lý, hướng dẫn xử lý ngay những vấn đề phát sinh về tư tưởng ngay từ cơ sở. Nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới đối với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ năm 2021, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp các đơn vị lần đầu triển khai cuộc thi chính luận viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và năm 2022 tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ hai. Cuộc thi đã lan tỏa trong phạm vi cả nước và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, của các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân. Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng với vai trò, vị trí của mình đã triển khai cuộc thi và đạt được những kết quả quan trọng. Với kinh nghiệm phát động hai cuộc thi trước, năm nay, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 3 được Đảng ủy khối có sự chuẩn bị kỹ về kế hoạch và triển khai thực hiện một cách chu đáo. Cụ thể là năm 2021 thì có 84 bài trên 39 tổ chức cơ sở đảng tham dự. Qua đó thì Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chọn được 14 bài để đi tham vào chung khảo. Năm 2022 thì có 139 bài. Thì tất cả 139 bài này đều được đi tham dự vòng chung khảo và kết quả là đạt được một giải A và một giải B cá nhân. Cuộc thi năm nay, năm 2023 này là năm bản lề của thực hiện nghị quyết đại hội đảng 13 của đảng. Trên cơ sở, Trung ương cũng đã ban hành rất nhiều chỉ thị, kế hoạch để triển khai thực hiện để làm sao để hoàn thành nghị quyết đại hội đảng một cách thành công. Đảng ủy khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể là kế hoạch số 132 ngày 7 tháng 2 năm 2023 để triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc để chúng ta tham gia tích cực. Đồng thời là từ ngày 3 tháng 3 năm 2022 cũng đã tổ chức cái hội nghị
để triển khai kế hoạch này và phát động cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Mặt khác thì chúng tôi cũng đưa vào đây là một cái tiêu chí xây dựng đảng đối với các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng. Theo đó thì mỗi cấp ủy tổ chức cơ sở đảng là ít nhất phải có 2 bài viết tham gia cuộc dự thi để cuối năm 2023 chúng tôi xem xét để đánh giá phân loại tổ chức đảng, công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy. Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa 12 ngày 11 tháng 10 năm 2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nhân dân, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Hiện nay, cùng với cả nước, các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng tích cực hưởng ứng và triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ 3 năm 2023. Phần tiếp theo trong chương trình, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Mai Thị Thu, Phó trưởng ban tuyên giáo Thành ủy về những nội dung chủ yếu và kế hoạch triển khai cuộc thi trên địa bàn thành phố. Mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi có cuộc gặp gỡ với bà Mai Thị Thu là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng. Thưa bà, rất là cảm ơn bà đã nhận lời cùng với chương trình ngày hôm nay. Thưa bà, như vậy là cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Học viện Chính trị Quốc gia tổ chức đã bước sang năm thứ 3. Và được biết là hai lần tổ chức trước đây thì thành phố Đà Nẵng đều là một trong những cái tỉnh thành đạt kết quả tốt với số lượng và chất lượng các bài dự thi. Và bà có thể cho biết cụ thể hơn về kết quả này ạ? Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Thì đây là một trong những cái cuộc thi mà nhằm cụ thể hóa cái nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thì năm 2021 là năm đầu tiên mà triển khai cuộc thi này. Thì với sau khi mà kế hoạch ban hành, thì đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 35 thành phố, thì chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng cái kế hoạch và triển khai trên địa bàn thành phố. Và trong cái quá trình triển khai thì chúng tôi luôn luôn theo dõi và đôn đốc các cái tổ chức đảng trực thuộc, các cái đơn vị, đặc biệt là các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố để đẩy mạnh về công tác tuyên truyền. Và trong cái quá trình mà tổ chức cuộc thi thì chúng tôi luôn luôn theo dõi và thành lập một cái tổ dạng là tổ hướng dẫn cho các cái đơn vị về cách viết bài và tham gia cái cuộc thi. Chính vì vậy mà cái cuộc thi của năm 21 cũng như là tiếp nối của cuộc thi năm 22 thì cái số lượng cũng như là cái chất lượng các cái bài dự thi thì được nâng lên. Cụ thể thì năm 2021 thì có hơn 300 bài dự thi và kết quả thì thành phố Đà Nẵng cũng là đơn vị đạt giải xuất sắc của năm đó. Năm 2022 thì tiếp nối những cái thành công của năm trước thì chúng tôi cũng triển khai kế hoạch cụ thể hơn và có giao chỉ tiêu về cho các cái cơ quan đơn vị. Và cái số lượng bài dự thi của năm 2022 thì gần 700 bài, gần như là tăng gấp đôi. Và chúng tôi cũng thành lập được cái tổ thẩm định để chọn những cái bài xuất sắc và đầu tư để tham gia cấp trung ương. Và lần thứ hai này thì cái số lượng bài dự thi đạt chất lượng cao thì nhiều hơn. Và Thành ủy Đà Nẵng cũng tiếp tục là cái đơn vị thứ hai đạt cái tập thể xuất sắc. Như vậy là để tiếp nối những cái kết quả đạt được của hai lần thi trước thì trong năm thứ ba này thành phố Đà Nẵng đã có những cái kế hoạch cụ thể như thế nào cho cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023? Năm 2023 thì đối với Trung ương thì phát động sớm hơn so với các năm trước, và trên cơ sở kế hoạch của Trung ương thì chúng tôi cũng chủ động ngay ban hành cái kế hoạch số 80 ngay từ những tháng đầu năm của năm 2023 và tổ chức cái phát động cho tất cả các cái đơn vị. Đặc biệt thì năm nay thì cuộc thi nó có nhiều cái điểm mới và yêu cầu việc tổ chức và lan tỏa cái cuộc thi đến với các cái đối tượng thì rộng hơn. Chính vì vậy mà nó đòi hỏi cái kế hoạch triển khai ban đầu thì chúng tôi cũng hết sức là chặt chẽ. Đặc biệt là những điểm mới năm nay thì có các cái loại hình mới như loại hình là báo phát thanh, báo điện tử cũng như là phóng sự. Thì những cái loại hình mang tính chất chuyên sâu thì chúng tôi cũng chủ động phối hợp với các cơ quan để triển khai cái cuộc thi này ngay từ đầu năm. Thì tôi nghĩ rằng là năm nay thì sẽ có cái sự vào cuộc nhiều hơn của các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các nhà báo phóng viên trên địa bàn sẽ hưởng ứng tích cực
cái cuộc thi năm nay. Và thứ ba, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một vấn đề cấp bách và lâu dài. Và cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những rất nhiều những cái giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này. Và thứ ba, bà có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này ạ? Thì như chúng ta đã biết là đối với các cái thế lực thù địch hiện nay đang ra sức là chống phá Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng và trên tất cả các lĩnh vực khác. Thì đối với cái cuộc thi lần này là một lần nữa để chúng ta khẳng định cái tính khoa học, cái tính nhân văn của nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời thông qua đây thì cũng nâng cao cái nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân cũng như là phóng viên báo chí trong công tác đấu tranh, phản bác lại các cái luận điệu sai trái thù địch để chúng ta góp phần cho công tác xây dựng Đảng của chúng ta ngày càng trong sạch vững mạnh hơn. Vâng ạ, rất là cảm ơn bà với những chia sẻ vừa rồi. Đến đây thì tạp chí xây dựng Đảng kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và xin được kính chào tạm biệt.